Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Nhà sản xuất Dương Cảnh. Phục Hy, chúng ta là huynh đệ tình thân, sao để lại lòng lang dạ sói mưu đồ chiếm đoạt vị trí chí tôn tam giới? Chuyện mà huynh vừa nói ta hoàn toàn không biết. Chắc chắn có kẻ hãm hại, huynh nghe ta giải thích. Không cần nhiều lời, tình nghĩa huynh đệ chúng ta hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Nữ quá, nàng ngốc quá. Chàng sống thì ta sống, chàng chết thì ta chết. Nếu chàng chuyển kiếp, ta nhất định sẽ cùng chàng nếm đũa tất cả cái đắng ngọt bùi trên thế gian. Đã từng cùng nhau cai trị thiên cung, tình nghĩa ngàn năm nay dở dụng. Ta thề đợi ngày ta quay trở lại sẽ hủy diệt cả ngươi và thiên hạ. Thiên đế, tuy rằng Hy Hoàng và nữ hoa nương nương thân xác đã bị ngài đánh quay trở về hỗn độn, nhưng linh hồn chuyển kiếp ít nhất cũng phải cần thời gian 3000 năm. Tên đàn Hy Hoàng đó chung quy vẫn là một mối hại. Tử Thanh, hãy thay ta bảo quản đá nữ hoa và đàn Phục Hy, đợi ta. Đạo diễn Tần Khải. Tôi là Hứa Tử Minh. Ước mơ của tôi là giải cứu thế giới. Đương nhiên, giải cứu thiếu nữ Vô Tri cũng là trách nhiệm của tôi. Chào bé đẹp. Chào trai đẹp. Kết bạn quy chat đi. Quét mã QR đi. Hứa Tử Minh, anh làm gì vậy? Nào, Hứa Tử Minh, mình chụp hình chung đi. Nè, Tử Minh, không chụp đâu. Ê, trời ơi, tránh ra đi, tránh ra đi. Chào ông chủ, bà chủ. Hứa Tiểu Minh, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tới trễ lắm rồi đó. Coi cậu hèn. Xin lỗi, tôi biết sai rồi. Làm con chó cho tôi cũng không xong nữa. Hứa Tiểu Minh ơi, Hứa Tiểu Minh, mày sinh ra đã không có ba mẹ. Những cô gái mày thích đều coi thường mày. Mày đúng là một kẻ thua cuộc mà. Không bao giờ thành người giàu có đẹp trai được. Tiểu Minh, Tiểu Minh, anh đừng có nghĩ quẩn. Anh muốn gì em cũng cho, muốn làm gì em cũng chịu hết. Đừng có qua đây nha.
Tôi không muốn chết. Tôi không muốn nhảy lầu đâu. Tiểu Minh, ít nhất vẫn còn em. Em vẫn luôn đợi anh mà. Đây là đâu vậy? Quá, quá đã chết rồi lại sướng như vậy. Bao năm nay mình sống uổng quá. Nè, nhanh lên. Quá. Nhanh lên, mau lên đi. Để tôi giúp cô. Không lẽ mình chưa chết rồi? Biết rồi. Để đó, tôi giúp cho. Trời ơi, các cô nương, còn lê mê gì nữa? Đừng có để cho khách phải đợi lâu. Dạ biết rồi, đào quá tỉ. Đi thôi. Đi thôi. Nè, mau lên. Đợi ta với. Đi thôi. Gì vậy? Đi đâu vậy? Nhanh còn đi. Còn đứng đó làm gì? Đi thôi. Quá đẹp. Wow, đại vậy, sao biết bay luôn vậy? Chà, đẹp quá. Chà, đẹp quá. Đẹp thiệt đó. Đẹp như tiên vậy. Mau xuống cho lão luôn. Xuống đi. Bạch Tô Tô, đêm nay đại gia đây bao cô. Thật người không biết Bạch Tô Tô chỉ bán nghệ không bằng thằng hả? Đánh đi. Thiên đế, đêm qua thần quan sát thiên tượng, phát hiện sao thiên lang có động tĩnh lạ. Sao thiên lang? Vậy nên thần đã tự ý dùng xương rùa để bói thử một quẻ. Quẻ bói nói gì? Đế vương có một kiếp nạn. Kiếp nạn này đến từ một thứ. Đó là thứ gì mà lại có thể trở thành kiếp nạn của trẫm? Đàn Phục Hy đã từng cùng nhau cai trị thiên cung, tình nghĩa ngàn năm nay dở dụng. Ta thề đợi ngày ta trở lại sẽ hủy diệt cả ngươi và thiên hạ. Hy hoàng và nữ hoa nương nương từ khi chết đến nay cũng đã được tròn 3000 năm rồi. Một khi linh lực của bọn họ thức tỉnh trở lại, địa vị chủ nhân tam giới của ngài sẽ bị đe dọa. Có đối sách gì không? Cho dù Hy Hoàng đã chuyển kiếp, nhưng chỉ cần không có được đàn Phục Hy, vậy thì sức mạnh của Phục Hy cũng sẽ được thức tỉnh. Hắn sẽ mãi mãi trở thành một người phàm trần yếu ớt. Nếu đã như vậy thì hãy để hắn mãi mãi là một người phàm trần đi. Ừ.
Nè, nếu người ta mà sao không có chắc là lắm lắm. Đây đây cạn nào, cạn nè. Đây không có đâu, chúng ta mất cạn đâu mà. Đại nào, nàng đâu rồi? Ghét quá đi à. Thiện nam tính nữ trên thế gian vẫn luôn sẵn lòng bị ái tình nhốt chặt. Khoảng thời gian ngàn năm chớp mắt đã qua, chỉ là không có chàng thì có hơi nhàm chán. Chỗ này kỳ lạ quá đi, mau chạy khỏi thì hơn. Đây là đâu vậy? Hôm nay mình trúng số rồi. Nữ thần đang tắm kìa. Đây đúng là thiên đường mà. Trời. Để xem ngươi chạy đi đâu. Sao đánh tôi? Ngươi là ai? Đây là đoạn phim nào vậy? Ngươi từ đâu tới? Đang đóng phim gì vậy? Ngươi tới đây là có mục đích gì? Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ hay là nhục bộ đoạn? Nói tiếng người đi. Chị hai, đóng phim đâu có cần nghiêm túc như vậy đâu. Cảnh tác thì canh góc quay được mà. Lục soát đi. Trời, nhột. Đang quá tiện. Quá ra là một tên nghèo kiết xác. Đoạn phim này còn thiếu người không vậy? Cát xê bao nhiêu rồi? Không cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta là không chịu khai thật đúng không? Lên. Không phải chứ, làm thật hả? Nên tôi nói. Có vài chuyện tôi không muốn nhắc tới, nhưng các người cứ bắt tôi phải nói. Tôi tên Hứa Tiểu Minh, đến từ Trấn Giang, tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Không biết có phải là đang mơ hay không. Tôi thấy rất nhiều gái chân dài, các cô gái múa rất đẹp, cô nào cũng xinh như hoa, không một ai có thể tùy tiện làm cha người khác. Cái này ở chỗ tôi người ta gọi là mẹ thiên hạ đó nha. Tìm kiếm trong muôn hoa, đột nhiên thì tôi phát hiện ra một thần tiên tỷ tỷ từ trên trời bay xuống. Rồi phát hiện đó là người tình trong mộng của mình. Muốn giấc mơ thành hiện thực, lo sơ cũng có mùa xuân. Tôi muốn trở nên cao ráo, giàu có, đẹp trai đó. Lúc tôi chuẩn bị thân mật với nữ thần thì đột nhiên sau đó tôi lại trở về thành một thằng lo sơ. Thằng lo sơ này xuyên không xong lại càng thảm hơn. Cảnh tượng bây giờ làm tôi thấy rất ngại. Loser ở thời đại này lại tiếp tục làm loser. Các người làm gì vậy?
Chúng ta ra ngoài trước đi. Lúc nãy ngươi đã nhìn thấy gì? Nghĩ cho kỹ rồi khai thật ra. Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ánh trăng nói hộ lòng tôi, chứ không thể nào nói bằng lời. Nói mau, rốt cuộc ngươi đã thấy gì hả? Tôi nhìn thấy một người vừa gặp đã yêu, gặp lần hai thì lụy tình đó. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu dám gạt ta thì sẽ trả giá đắt đó. Tôi đâu có lừa cô đâu. Tôi mà lừa cô thì sẽ phải nuốt 1000 cây kim. Tuy là rất giống, nhưng không phải hắn. Hên là mình thông minh, không khai chuyện mình thấy cô ấy tắm, chứ không là chết chắc rồi. Ê, làm gì vậy? Đừng mà. Bỏ tôi xuống đi. Mình xui xẻo thiệt đó. Chuyện xuyên không này tự nhiên lại rớt xuống đầu mình. Mấu chốt là sau khi xuyên không, mình vẫn là một thằng loser. Lại đây, lại đây, lại đây. Mau nhìn thấy kìa, mau nhìn thấy chảy nước miếng rồi. Mắc cười, chảy nước miếng luôn kìa. Cứ cười thật. Ăn chụp uống chụp thì còn cười nữa sao? Không được cười nữa, nghe chưa? Đào tỷ, nhẹ chút. Người kêu to nữa lên, có gạo rách cổ họng mà cũng không có ai cứu người đâu. Đào qua tỷ, nữ mạnh không đấu với nam, tôi xin gọi cô là hảo hán. Hảo hán? Ai là hảo hán? Hảo hán hảo hán ở bên kia kìa. Hả? Ở đâu vậy? Ở bên kia kìa. Hả? Ngươi còn dám chạy sao? Đừng có để ta tóm được ngươi đó. Tóm được ta cho ngươi biết tay. Ôi mẹ ơi, phụ nữ đáng sợ quá. Hên là mình chạy nhanh. Yêu Dương Tử Thanh, bọn ta đã biết được đàn Phục Hy đang nằm trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao đàn Phục Hy ra, hôm nay ta sẽ tha chết cho ngươi. Bớt nhiều lời đi, có bản lĩnh thì tự đến mà lấy. Giỏi giỏi thiệt á. Hên là ông đây tay chân vẫn còn nhanh lẹ, không là các vị gặp nguy hiểm rồi. Huh?
người anh em của tôi. Các người sao các người lại làm vậy với tôi vậy? Tôi, bạn đời của tay phải tôi, là nhân chứng độc thân 20 năm của tôi đó. Ngươi, cô khỏi cần nói, tôi biết rồi. Cô là muốn cứu tôi, cô muốn giữ mạng cho tôi, nhưng mà suốt bao nhiêu năm nay nó chưa bao giờ được ra trận một lần nào. Ta, cô nói gì cũng vô ích thôi. Biết ngay mà, xuyên không tới đây đúng là chẳng có gì tốt lành hết. Giờ thì hay rồi, chỉ vì cứu các người mà tôi phải hy sinh thứ quý giá của mình. Bọn ta không cần ngươi cứu. Nếu như ta không cứu ngươi thì ám khí này có thể khiến phàm nhân như ngươi chết 10 lần nữa đó. Chết 10 lần lận sao? Tốt quá, tốt quá, vẫn còn nguyên. Cảm ơn, cảm ơn. Ê, trời, sao to hơn hồi trước nữa vậy? Độc ta đã trừ cho ngươi rồi, vài ngày nữa mới hết sưng được. Làm xưởng nướng chín rồi, ngươi ăn không? À, tôi không ăn đâu, cái này cô ăn thì phù hợp hơn đó. Làm xưởng ngon mà còn chê, không ăn thì thôi. Linh Nhi, vết thương của hắn không còn đáng ngại nữa, chúng ta đi được rồi. Hào hán không sợ thiệt trước mắt, hôm nay mình gặp được cao nhân rồi. Ê, anh Hùng, anh Hùng à, nam thần tài xế già đưa tôi theo giới, nhận tôi làm đồ đệ đi, xin nhận của đồ đệ này một lại. Ngươi đang làm gì vậy? Nhận tôi làm đồ đệ đi sư phụ, người của thời đại này hung dữ quá trời luôn à, ngày nào cũng ăn hiếp tôi hết á. Tôi nhận tôi đi mà, tôi nhận tôi đi, tôi nhận tôi đi mà, tôi nhận ta tôi đi. Ta chỉ nhận yêu. Hả? Hả? Cái gì? Là phía tây bắc. Ở đó có gì? Hương Diễm Lâu. Ê, tôi sống ở đó đó. Cứ đi theo tôi, tôi sẽ dẫn hai người đi. Thế nè, thuộc hạ vô dụng, không đoạt được đàn Phục Hy, xin thiên đế trách phạt. Phế vật. Kẻ nào cũng là phế vật, một con rắn mà cũng đánh không lại, còn cần các ngươi làm gì? Nhìn kìa, nhìn kìa, quá đáng kìa. Hay quá. Cô tên gì vậy? Ta tên Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi? Vậy tôi là Lý Tử Đao. Linh trong Linh Linh. Còn ngươi, ngươi tên là gì vậy? Tôi là Hứa Tử Minh. Hứa trong Hứa Tiên, Tử Minh trong Tử Minh. Hứa Tiểu Minh. Hay quá. Sư tỷ, sư phụ chúng ta lúc nào cũng ra vẻ như vậy à? Không, luôn ngầu vậy sao? Bình thường sư phụ ít nói như vậy thôi, nhưng thực ra là một người rất nhiệt tình đó. Hơn nữa yêu thù cũng rất cao minh. Bọn ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, danh hiệu Bảo Hòa Đường không phải hư danh đâu. Bảo Hòa Đường sao? Đó là tiệm thuốc của Hứa Tiên mở mà. Hứa Tiên nào? Không có gì. Ê nè. Hay thiệt. Ê sư phụ, phía trước là Hương Diễm Lâu. Qua đó coi thử đi. Con xuyên không qua là rớt vô đó luôn. Chỗ đó cũng hay ho vậy lắm. Qua xem con khỉ làm hay cỡ nào. Hay lắm. Người hiểu mà sư phụ. Không ngờ dài như sư phụ vẫn ham cái này ha. Xem ra chúng ta chung đường rồi đó. Nhưng mà không biết là sư phụ thích loại hình như thế nào vậy? Đây đẳng, chân dài hay là kỹ năng tốt hả? Ta muốn tìm một người có thể chơi đàn. Được thôi, còn nhiều người biết thổi sáo nữa kìa. Vậy sao? Hả? Ta cũng muốn học thổi sáo lâu rồi. Được nha, có chí hướng à. Qua coi đèn qua đăng đi. Linh Nhi. Sao vậy? Chuyện gì vậy chứ? Sao đột nhiên Minh lại như vậy? Không lẽ là đá nữ qua? Sao vậy? Sao vậy? Sao xỉu vậy? Sao vậy? Ngất xỉu vậy? Ngất vậy? Hả?
cô ấy bị sao nữa. Linh Nhi. Linh Nhi. Tỉnh rồi hết. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi kìa. Đúng rồi. Sau này có ai bị đau đầu chóng mặt, cảm cúm hay là tiêu chảy, liệt dương suốt sớm, kinh nguyệt không đều thì cứ tới tìm tôi. Tôi là đồ đệ của ông ấy. Đây đây, danh thiếp của tôi. Cứ gọi tôi là Hứa Tổng là được rồi. Con không sao đâu sư phụ. Sao giỏi quá vậy? Đây, nhớ tới ủng hộ nha. Ta thấy chuyện này không đơn giản gì. Lần này chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Đây đây, cầm lấy cầm lấy. Tỉnh dậy được kìa. Đi được luôn. Nè, cầm lấy nha. Đây, mời. Ê sư phụ, đợi con với. Ê chào con với. Đây đây đây, để ta rót cho. Xin mời, xin mời giao. Đã quá tỷ, tôi về rồi đây. Được lắm cái tên khốn này. Chạy trốn cũng nhanh đó. Đóng việc nhà còn chưa làm mà dám đi đâu chơi vậy? Có thằng tỷ đâu, quá tỷ. Con tôi đưa ai về nè. Trời ơi, lo nhìn đi nghéo hoài. Hai vị khách quan, hai vị là lần đầu tới Hương Diễm lâu này đúng không? Ê, Đào Hoa Tỷ, đó là sư phụ của tôi, một võ lâm cao thủ y thuật cao siêu. Nếu trong người chị có bệnh hiếm bệnh lại gì khó nói ra, thì cứ bỏ 10.000 lượng bạc ra, đảm bảo ông ấy sẽ giúp chị trẻ lại 18 tuổi. Người né ra một chút đi. Quá ra là hai vị võ lâm cao thủ y thuật cao siêu. Ta tới tìm người. Tới tìm người là đúng rồi. Ai tới chỗ chúng tôi cũng là để tìm người mà. Các cô nương tiếp khách nè. Tới liền. Tới liền. Nhìn kìa. Khách đông quá chừng kìa. Ê, chào. Đẹp, đẹp. Nè, uống rượu đi. Wow, uống lên đây. Uống đi, uống đi, uống đi. Các cô nương, lại đây, lại đây. Mau sao chào khách đi. Ăn uống thoải mái nha. Nào. Nào, ngồi đây, ngồi đây. Khách quan, có nóng không? Rất tốt, rất tốt. Khách quan, uống đi. Đừng căng thẳng như vậy. Không, không, cái này để ta tự uống. Cũng là để vui vẻ mà. Nè, uống đi, uống đi. Uống đi. Để ta đây, tự mời công tử ha. Tiếp tục, tiếp tục đi. Sư phụ. Sư phụ, người cứ coi như ở đây là nhà của mình đi. Ăn uống ngủ nghỉ thoải mái. Chuyện tìm người hả? Cứ để đồ đệ này lo cho. Hả? Nè, đêm nay không say không về. Sư phụ, người yêu con đó. Cái gì vậy? Ê! Sao vậy? Trời ơi! Đây là đâu vậy? Có ai không? Có ai không vậy? Rõ ràng lúc nãy còn ở Hương Diễm lâu mà. Sao chị gì đã ở đây rồi? Ê! Trời! Nè anh! Đừng làm tôi sợ nha! Sao mặt của anh giống tôi dữ vậy? Bởi vì ta chính là người, người chính là ta. Anh chính là tôi hả? Tôi chính là anh. Dạng vật sinh ra từ nơi đất trời giao nhau, một nét vẽ mở ra bí mật của trời đất. Chơi đàn thổi sáo là con đường ta chọn. Sinh mạng dạng vật nằm ở trong lòng ta, đời đời nhớ kỹ. Ê, anh đừng có đi mà. Là sao vậy? Nói tiếng người đi. Ê, ê.
Mình biết ngay mình xuyên không ít nhất cũng phải có siêu năng lực chứ. Chị thích nhéo tai tôi lắm mà. Giờ đã biết cảm giác chưa hả? Nè. Không tệ ha. Chà, Tố Tố cô nương. Thơm cái đi. Nè nè. Ủa gì vậy? Nãy ta tính làm gì ta quên rồi. Gì vậy ta? Hả? Thứ mà cô muốn có đang ràng buộc với mạng của ta. Nếu cô có duyên với nó, sau này ta sẽ đích thân đưa cho cô. 3 ngày sau ta nhất định phải có được nó. Ở đây có cao nhân, không thể ở lâu. Đi thôi. Đào Hoa tỷ, không sao chứ? Đứng dậy đi. Tên Tiểu Minh này, sao người hắn lại tỏa ra linh lực quen thuộc như vậy? Không lẽ... Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Bây giờ ta đang nghĩ tới một chuyện rất lâu trước đây. Từ thời xa xưa, thần tộc, nhân tộc và yêu tộc đều có lãnh địa riêng, được gọi chung là tam giới. Nhân tộc không ngừng bị yêu tộc đồ sát. Thiên đế được Phục Hy cảm hóa nên cũng không khoanh tay đứng nhìn nữa và ngăn cản yêu tộc đồ sát. Nữ hoa dùng đá giá trời ngăn cách hai giới yêu nhân. Từ đó ở lãnh thổ nhân tộc chỉ còn mình ta là yêu quái. Phục Hy và nữ hoa vô cùng yêu nhau, còn thiên đế và Phục Hy tình thân như thủ túc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thống trị tam giới. Nhưng không rõ tại sao thiên đế lại dùng Hiên Viên kiếm đâm Phục Hy và nữ hoa trọng thương. Người đời cho rằng bọn họ đã chết trở về hỗn độn, nhưng thực ra là cùng nhau chuyển kiếp. Ta chỉ biết được nữ hoa chuyển kiếp thành bạch xà. Vậy Phục Hy và nữ hoa, bọn họ bây giờ đang ở đâu? 3000 năm rồi, Di sư vẫn luôn đi tìm kiếm tung tích của bọn họ. Cây đàn đám thích khách đó muốn cướp có phải là cây đàn của Phục Hy không? À, vậy con biết rồi. Sư phụ là bạn bè thân thiết của nữ hoa và Phục Hy. Họ bị hại, sau đó thì chuyển kiếp. Sư phụ cũng không biết bây giờ họ đang ở đâu. Nó không chừng có khi giờ bọn họ cũng không biết mình là ai. Giống như Linh Nhi, cũng không nhớ được bất cứ điều gì của kiếp trước. Chỉ biết sư phụ đã nuôi dưỡng Linh Nhi từ nhỏ. Phục Hy và nữ hoa đem giao thứ quan trọng nhất của họ cho sư phụ, chứng tỏ sư phụ xứng đáng để họ tin tưởng. Linh Nhi, sư phụ mong con mãi mãi không biết thân phận thực sự của mình là ai, vĩnh viễn sống một cuộc sống vui vẻ đơn thuần như vậy. Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Tới rồi, để ta xem thử trên lưng ngươi có ấn ký của Phục Hy không. Ôi trời ơi, trong phòng ta có chuột kìa, ta sợ quá. Chuột kìa, chuột kìa. Yên tâm, Bạch Tố Tố cô nương, có tôi bảo vệ cho cô, không sao, không sao đâu. Nhưng mà người ta sợ lắm. Nhưng mà Bạch Tố Tố cô nương, nếu như cô muốn bắt chuột thì tìm tôi là đúng người rồi đó. Hả? Từ lần đầu tiên gặp được cô nương thì tôi đã biết giữa chúng ta sẽ xảy ra những chuyện không thể nào miêu tả được. Chẳng hạn như là bắt con chuột nè. Vậy có nghĩa là người rất giỏi bắt chuột ha? Sao vậy? Chuột ở dưới chân của người kìa. Trời ơi, trời ơi, có chuột, chuột, chuột đâu vậy? Nó đâu vậy? Trời ơi, nó đâu vậy? Để con người cứ cởi đồ. Nó đâu vậy? Trời ơi. Muốn dùng một ly latte để chút say em, để khiến cho anh
yêu em thêm một chút. Hương vị của tình yêu em không thể nào hiểu được đâu, bởi vì từ lâu đã có người bên cạnh em rồi. Nàng trong mắt ta là xinh đẹp nhất. Người đứng cao vậy làm gì? Chết rồi, là rượu hùng quan. Nhìn làm người rồi, hắn không phải phục y. Cô hãy tin tôi, những gì tôi vừa mới nói, mới hát, đều là sự thật hết. Thôi chết, mình sắp hiện nguyên thần rồi. Răng xả yêu. Yêu Dương, lâu nay ngươi mai danh ẩn tích chính là vì chiếc đàn phục hy quỷ diệt trời đất kia đúng không? Đúng hay là không đúng, liên quan gì tới ngươi? Huynh đệ bọn ta nể ngươi là một yêu dương, tự biết không đấu lại được ngươi, chỉ là bọn ta ngưỡng mộ thần phục hy đã lâu, muốn mượn đàn phục hy đi ngắm một chút, nếu như có thể được thấy tận mắt chết cũng không tiếc. Tầm cỡ như các ngươi mà có thể xứng đáng thấy được đàn phục hy sao? Cỡ như các ngươi mà cũng xứng được thấy đàn phục hy sao? Sư phụ, sao người lại tới đây? Linh Nhi, ta có chuyện muốn nói với sư tổ. Con ra xung quanh xem còn thích khách khác không? Dạ. Có phải con đang trách sư phụ thủ đoạn ra tay ác độc hay không? Đệ tử không dám. Không phải vì sư thủ đoạn ác độc, mà do hôm nay con vô ý đã để lộ ra linh lực của đàn phục hy, thu hút sự chú ý của người yêu và thần, cả ba giới đều quan tâm. Tuy rằng bây giờ con là vua của vạn yêu, nhưng mà con cũng đừng quên đi sứ mệnh của mình là gì. Đệ tử mãi mãi không quên ơn dưỡng dục của nữ hoa nương nương và ơn tái tạo của sư phụ. Con sẽ dốc hết sức lực để tìm nữ hoa chuyển kiếp và cả phục hy chuyển kiếp. Con có đem đàn phục hy theo người không? Thứ đó quá quan trọng, đệ tử nghe theo lời của sư phụ dặn, vẫn luôn đem theo bên mình. Đồ nhi, con có biết tại sao di sư lại dặn con lúc nào cũng phải luôn đem theo thần khí thượng cổ này theo người không? Đệ tử biết chứ. Đệ tử là đại yêu quái duy nhất còn sống sau khi nữ hoa nương nương giá trời. Yêu khí có thể che được linh khí của đàn phục hy, biến nó trở thành một cây đàn bình thường, giúp cho nó có thể tránh được tai mắt của thiên đình. Di sư cũng biết là muốn con che giấu khí tức của đàn phục hy thì lúc nào cũng sẽ tiêu hao linh lực của con. Nhưng vì phúc thần của bách tính trong thiên hạ chút hy sinh này, con hãy cố gánh vác. Dạo này Linh Nhi có tiến bộ gì không? Mấy ngày trước có một tiểu yêu muốn bắt cóc Linh Nhi, nhưng mà con đã truyền linh lực của đá nữ hoa cho nó, cơ bản bây giờ có thể tự bảo vệ mình. Nó chính là linh lực của đá nữ hoa biến đổi thành hình người. Đối với yêu tộc có sức hút rất lớn, gia tăng yêu lực, cũng là thuốc bổ đối với con. Con có định lực nuôi dưỡng được nó thành hình người như bây giờ đúng là không dễ gì. Đây là sứ mệnh mà nữ hoa nương nương và sư phụ giao cho, con đương nhiên không thể lơ là. Ta biết con rất trung thành, nhưng mà bây giờ Linh Nhi đã lớn thành người rồi, nó lại không biết
thân phận thật của mình. Con phải tuyệt đối giữ kín bí mật này thì mới giữ được tính mạng của nó. Đệ tử tuân lệnh. Đừng tới đây, đừng tới đây mà, đừng tới đây mà. Đêm qua ngươi đã nhìn thấy những gì? Đêm qua tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết thật mà. Vậy sao ngươi thấy ta lại bỏ chạy chứ? Thật sự tôi không nhìn thấy gì hết thiệt mà, thiệt đó. Vậy sao? Tôi không có nhìn thấy gì hết, tôi không nhìn thấy đu rắn mà. Hứa Tiểu Minh, ngươi mau qua đây, cô ta là giả. Cái cô đừng có hù tôi chứ, một người đã đủ ghê rồi, sao lại có hai người vậy? Hãy tin ta, ta mới là Bạch Tố Tố thật. Ta phải đánh người hiện nguyên hình. Còn không đi mau. Sư phụ, mau cứu con với. Bạch Tố Tố là xà yêu đó, đuôi dài như vậy nè. Cái gì? Người nói lại ta nghe, ai là xà yêu? Là Bạch Tố Tố. Chủ nhân quan thần là ta đây, ta là Tử Thanh đây. Tử Thanh, cô là nữ hoa chuyển kiếp hả? Người đã quên rồi sao? Ta chính là con rắn xanh nhỏ mà năm đó rớt khỏi tay áo của người. Tử Thanh, đã tới lúc ngươi nên trả lại thần khí mà năm đó ta đã giao cho ngươi rồi. Chủ nhân quan thần, đây là đàn phục hy, bây giờ xin trả lại cho người. Sư phụ, hồi nãy có hai mạch. Tôi tên biến thái chết tiệt này, người chơi cosplay tới mức nghiện rồi có đúng không? Lúc nãy ta đang chơi vui như vậy, nhưng bị ngươi làm mất hứng rồi. Ông xem đường nguyện của tôi đây. Ngươi đánh xong chưa? Chút xíu xong rồi. Tới lượt ta rồi. Các ngươi tưởng là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Người đã dung nạp nguyên đan, chỉ cần tăng cường tu luyện thì sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục sức mạnh của nữ hoa. Người đưa nguyên đan của mình cho ta, vậy ngươi thì sao? Nguyên đan này vốn dĩ là của ngươi, ta chỉ tiêu hao đi 1000 năm linh lực, chỉ cần ngươi hồi phục, ta có sao cũng xứng đáng. Ta nhận được chỉ thị, phục hy chuyển kiếp cũng sẽ đến trấn này. Ta vốn không muốn kéo các ngươi vào sóng gió, nhưng đáng tiếc các ngươi đã bị kéo vào rồi. Chúng tôi thề chết cũng theo người.
lại gần chàng thêm một bước rồi. Cô không sao chứ? Không phải ngươi sợ ta lắm sao? Sao còn ở lại đây chứ? Tôi biết cô là thần tiên, nhưng mà tôi từ nhỏ đã cực kỳ sợ rắn rồi. Đại nạn trước mắt, ngươi có thể chạy khỏi đây rồi. Tôi không phải là loại người đó nha. Huống chi? Huống chi cái gì? Huống chi tôi là người phải giải cứu thế giới. Nếu ngay cả người mình thích mà tôi cũng không bảo vệ được thì đâu còn gọi là anh hùng xuyên không nữa đâu. Tôi nói thật cho cô biết, tôi xuyên không tới đây thì tôi cũng có siêu năng lực đó. Lúc nãy chỉ do tôi sơ suất thôi. Con người ngươi tuy là thích ăn nói lung tung, nhưng thỉnh thoảng cũng rất thú vị. Uống chút nước đi. Thật ra thì tôi cũng chỉ vô tình tới được thời đại này của các cô. Còn ở thời đại mà tôi đang sống hả, thì tôi là một tên loser đó. Tôi có nằm mơ cũng không thể nào ngờ mình lại quen được nữ hoa chuyển kiếp thực thụ. Được, bất kể ra sao, từ ngày hôm nay chúng ta sẽ chính là một đội. We are family. Nè, đập tay đi. Cái gì? Đập gì hả? Hay là như vậy nè, đập tay đó. Tại sao có nhiều điều mà ngươi nói ta nghe không hiểu? Đương nhiên rồi, tôi là nhân loại mới đến từ thế kỷ 21 mà. Sao có thể nói chuyện được với mấy người cổ hủ như các cô đây? Ta là người cổ hủ sao? Chứ sao nữa, nữ hoa chuyển kiếp mà không cổ hủ mới lạ đó nha. Cô mà ở chỗ chúng tôi hả, thì sẽ có giá dữ lắm á. Hay là tôi kể cho cô nghe chuyện ở chỗ chúng tôi nha. Kể đi. Ở chỗ chúng tôi á, mỗi khi ra khỏi nhà đều ngồi xe, tàu cao tốc nữa, hoặc máy bay, cái mà bay trên trời đó. Chúng tôi cũng có thể ngày đi ngàn dặm giống như các cô. À không, ngày đi vạn dặm. Hơn nữa, dù cách xa bao xa cũng nói chuyện được. Chỉ cần có điện thoại là nghe được rất rõ tiếng của nhau. Thuật phi thiên truyền âm ngàn dặm ta đều làm được hết. Chỗ tôi cũng làm được. Thật hả? Vậy cô có tin không? Ta tin. Cô tin thiệt hả? Ta tin ngươi, vì ngươi rất giống với một người. Người đã để ta đợi 1000 năm, rồi sẽ đến ngày chàng ấy tới trấn nhỏ này để gặp lại ta. Tới lúc đó khắp thế gian này sẽ vang lên tiếng đàn của chàng. Hoa tươi nở rộ, chim hót vang trời. Vạn vật trên thế gian này đều sẽ ca tụng chàng. Ta nhất định sẽ đợi được chàng. Nếu tôi là người mà cô đang đợi thì tốt quá rồi. Trong mắt con có còn có sư phụ này hay không? Sư phụ, con cứ tưởng đó là trả đồ cho chủ. Đứng lên đi. Vừa rồi là do di sư lỗ mãng, chỉ là
đàn Phục Hy liên quan tới sinh mạng của muôn dân trong thiên hạ này, ta biết nữ hoa có ơn dưỡng dục đối với con, nên con phải giữ kỹ đàn Phục Hy. Đợi khi Phục Hy xuất hiện trở lại, tuyệt đối không được để hắn tiếp xúc đàn Phục Hy. Tuân lệnh, sư phụ. Nè nè nè, uống đi. Này, ăn đi ăn đi ăn đi. Nè uống đi uống đi uống đi. Mời mời mời. Ăn đi ăn đi. Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi. Y trời hay quá. Hay quá. Lợi hại quá. Hay quá. Hay thiệt á. Sao kỳ bí vậy? Tiếng đàn nghe hay thật. Nhân vật đó là ai mà che mặt vậy? Nữ hoa, cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Nàng quên ta rồi sao? Ta chính là Phục Hy của nàng đi. Ngoài ta ra, thế gian này có ai chơi được đàn Phục Hy chứ? Phục Hy, thật sự là chàng sao? Là ta. 3000 năm rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau. Nàng đang làm gì vậy? Thứ người vừa chơi chỉ là một cây đàn bình thường mà thôi. Bọn ta vừa muốn dụ người ra nên cố tình làm đàn giả. Bây giờ thiên đế đã tìm tới cửa rồi. Ta sợ là lần này hắn sẽ không chịu bỏ qua. Tất cả đều nghe chủ nhân sắp xếp. Linh lực của thiên đế cao hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta cần phải có chiến lược khác. Mấy chiêu này của các ngươi mà đòi giết được ta sao? Trừ hiên viên kiếm ra, không có binh khí nào làm ta bị thương được. Ta biết ngay chính là tên vô liêm sỉ dung ân bội nghĩa nhà ngươi mà. Đúng là không biết tự lượng sức. Không giao đàn Phục Hy ra thì tất cả đều phải chết. Đi. Tiểu Minh, đem đàn Phục Hy đi mau. Mau lên. Mau đi đi, không là không kịp đâu. Mau.
Đánh đàn bao Tiểu Minh. Đã 3000 năm rồi, Phục Hy. Ta là ca ca của đệ. Đệ không nhận ra ta sao? Đừng có qua đây à. Đừng có qua đây á. Tôi có võ công ông coi chừng á. Tiểu Minh, cậu có thể chơi được đàn Phục Hy này. Cậu chính là Phục Hy. Mau dùng sức mạnh của đàn Phục Hy đối phó với hắn. Mau nhớ lại khẩu quyết, đọc thầm khẩu quyết rồi chơi đàn Phục Hy. Mau lên. Đừng có dễ dùa vô nghĩa nữa. Sức mạnh Phục Hy trong người hắn căn bản chưa hề thức tỉnh. Ngươi bây giờ người yếu ớt giống như một con kiến vậy. Ta chỉ cần dùng một ngón tay của mình cũng đủ giết được ngươi. Đồ biến thái, không được qua đây à. Tiểu Minh, Tiểu Minh, Phục Hy, thì ra chàng là Phục Hy. Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi mà. Giờ hắn chỉ là người phàm trần, sao đấu được với thần tiên hả? Ta mới là chủ của tam giới đây. Chỉ cần hắn biến mất, ta sẽ mãi mãi là chủ của tam giới. Thiện đế, làm chủ tam giới này quan trọng với người vậy sao? Nhớ năm đó ba người chúng ta ngao du trời đất, đã vui vẻ biết chừng nào. Người thực sự đã quên đi tình huynh đệ giữa hai người rồi sao? Tình nghĩa huynh đệ sao? Nếu hắn thực sự nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ giữa hai ta, thì hồi đó hắn đã không cướp đồ của người khác. Phim được lồng tiếng bởi Moxie Media Bắc Kinh. Người đã bỏ lỡ một lần rồi, quay đầu là bờ. Thiên đế, không được mềm lòng. Đây chính là thời cơ tốt nhất để ngài tiêu diệt Phục Hy. Ngài đã quên mất lời hắn nói rồi hay sao? Ta sẽ hủy diệt ngươi và cả thiên hạ. Ta sẽ hủy diệt cả ngươi và thiên hạ. Phục Hy, ngươi đừng trách ta vì muôn dân thiên hạ. Ngươi nhất định phải chết. Hả? Cha, đại ca, Hù Dạ cũng chết người đó nha đại ca. Trước khi xuất hiện sao không báo một tiếng vậy? Không được chậm trễ nữa, ngươi phải mau đánh thức sức mạnh Phục Hy của mình. Tôi hả? Phục Phục Hy hả? Sức mạnh Phục Hy là sao? Đừng mà, tôi chỉ muốn chết đâu. Không gian mà chúng ta đang ở là không gian nằm ngoài tam giới, là không gian ý niệm của ngươi. Không gian ý niệm? Ở đây thời gian sẽ chậm hơn 300 lần so với thời gian thực tế, nên ngươi yên tâm. Hiện tại ngươi tạm thời được an toàn. Đúng rồi, lỡ tôi bị giết, ý niệm của tôi có còn nữa không vậy?
ngươi sẽ mãi mãi bị nhốt cùng với ta trong không gian hư vô này, sống không bằng chết. Trời, phải làm sao đây? Tôi sắp sống không bằng chết rồi đó, phải làm gì đây? Vạn vật sinh ra từ nơi giao nhau giữa trời đất, một nét vẽ mở ra bí mật của trời đất. Chơi đàn thổi sáo là con đường ta chọn. Sinh mạng vạn vật nằm trong lòng ta. Người nhất định phải chết. Sư phụ. Ngươi cần gì phải khổ như vậy? Quả thật đây là sứ mệnh của ta. Tử Thanh, ngươi từng nói muốn đưa ta đi ngắm nhìn thế gian này, thưởng thức mỹ vị nhân gian, trải nghiệm hồng trần phồn hoa. Ngươi còn nhớ không? Ta nhớ. Quá ra người vẫn còn nhớ. Đó là điều người hứa với ta. Linh Nhi, ta xin lỗi. Ta không muốn nghe xin lỗi. Ta chỉ muốn người giữ lời hứa với ta. Ngài đừng do dự nữa. Không lẽ ngài đã quên hắn từng nói gì rồi hay sao? Đợi tới ngày ta trở lại sẽ hủy diệt cả ngươi và thiên hạ. Ngài không giết hắn thì để ta giúp ngài. Hiên Diện Kiếm, sao lại ngươi lại có dân là ván cờ, ta là người chơi. Thời gian 3.000 năm, ván cờ này cuối cùng cũng tới lúc kết thúc rồi. Sư phụ, sao lại là người? Đồ đệ ngoan, cảm ơn yêu lực của người đã giúp ta giấu đàn phục hy suốt 3.000 năm qua, giúp hoàn thành ván cờ này. Nhưng mà ngươi vẫn không thể quên được ơn dưỡng dục của nữ hoa, không thể trở thành quân cờ thực thụ của ta. Vậy thì nhất định phải trở thành thứ bỏ đi của ta. Ngươi tưởng mình là thiên đế thì biết hết mọi thứ sao? Nhưng liệu ngươi có biết được câu nói đợi tới ngày ta trùng sinh trở lại sẽ hủy diệt cả ngươi và thiên hạ là do ta dùng tiếng bụng để bắt chước giọng của Phục Hy không? Phục Hy chỉ nói hai câu trước đó, còn ngươi thì bị ta lừa suốt 3.000 năm. Từ nay về sau, trong tam giới này, ta đây sẽ là kẻ độc tôn. Phục Hy chịu chết đi. Phục Hy, lại gặp nhau rồi, người bạn cũ. Công bằng, người xúi dục thiên đế, lợi dụng Tử Thành hãm hại nữ hoa, tội không thể tha. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Trăm tính ngàn tính mà không tính được, ngươi lại chính là Phục Hy chuyển kiếp.
Sai một ly đi một dặm. Tử Thanh một lòng trung thành với ông. Tôi không ngờ từ đầu tới cuối ông chỉ lợi dụng người. Ông đúng là ác độc. Đó là do hắn ngu ngốc. Tự chuốc lấy. Nữ quá. Ta chính là vua của tam giới. Ta là vua của tam giới này. Ta là vua của tam giới này. Các ngươi đều phải chết hết. Nữ hoa, nàng không được chết. Ta biết chàng sẽ trở lại nên ta đợi. Đã 3000 năm rồi, nàng vẫn ngốc như vậy. Ta muốn nghe chàng nói tiếp. Chỉ cần nàng muốn nghe thì ta sẽ nói liên tục cho nàng nghe. Nữ hoa, nữ hoa, ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng. Ta không ngờ vì ta nhẹ dạ tin lời của kẻ tiểu nhân mà gây ra hậu quả như bây giờ. Để có thể tha thứ cho trẫm không? Linh Nhi. Tiểu Minh, hãy thay ta chăm sóc Tử Thanh. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Hóa ra cô ta chính là đá nữ hoa có thể cải tử hồi sinh. Nữ hoa, nàng tỉnh rồi. Tử Thanh, Tử Thanh, Linh Nhi, đừng mà. Ngày tháng sau này, xin người hãy sống vì bản thân. Ta sẽ biến mất nơi rừng núi, ta chạy trong sông nước. Cho dù người đi tới đâu, ta cũng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh của người. Linh Nhi. Tử Thanh, tạm biệt. Linh Nhi.
tỉnh rồi, giường số 6 tỉnh rồi. Ôi trời, tỉnh rồi sao? Cậu đúng là kỳ tích đó Tiểu Minh. Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Cậu đã hôn mê hơn 3 tháng rồi. Không cần cảm ơn chúng tôi. Cậu nên cảm ơn bạn của cậu đi, chăm sóc cậu bất kể ngày đêm. Cô ấy cũng ốm đi nhiều lắm rồi. Thôi được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi ha. Cậu chính là kỳ tích đó ha. Có thể tỉnh lại không dễ đâu. Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Cảm ơn nha cô Mập. Tôi biết bấy lâu nay cô vẫn luôn chăm sóc cho tôi. Nhưng mà bây giờ tôi đã thích người khác rồi. Ê, đừng gọi tôi là cô Mập nữa. Tôi ốm xuống rồi. Tố Tố, Tố Tố, Tố Tố, thật sự là cô sao? Thôi được rồi mà. Tố Tố. Ủa mà sao anh biết tôi tên là Tú Tú?生不起半点波澜，
雨过了，千秋何曾浩瀚，心事何无能过几关。尘埃管它是凡是仙，杨柳岸边只将这天涯望断。又聚散回眸望眼欲穿，笔墨不够写尽缠绵。跋涉了曾是万里河山，心事静水生不起半点波澜。雨过了千秋何曾浩瀚，今世何物能过几关。